nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa Cộng đoàn, theo báo Chính phủ vừa đưa tin, trong không khí vui mừng hướng tới lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2023 và chào đón năm mới 2024, sáng 14 tháng 12, tại Tòa Tổng Giám mục Huế, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm chúc mừng Tổng giáo phận Huế. Cùng đi có các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế Lê Trường Lưu, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng một số ban, bộ ngành Trung ương. Tại buổi gặp gỡ, Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế trân trọng cảm ơn, bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đến thăm Tòa Tổng giám mục Huế, chúc mừng Giáng sinh bà con giáo dân Tổng giáo phận Huế. Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đặc biệt đánh giá cao thành công rực rỡ qua các chuyến công du nước ngoài của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong năm 2023. Đại diện nhà nước Việt Nam gặp gỡ, làm việc với nguyên thủ quốc gia nhiều nước lớn, góp phần quan trọng nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh cho biết, cộng đồng Công giáo Việt Nam rất vui mừng về thành công quan trọng trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Vatican, gặp gỡ Giáo hoàng Francis mới đây, mở ra một trang sử mới đầy lạc quan và hứa hẹn trong quan hệ giữa Việt Nam và Vatican. Đồng bào Công giáo Tổng giáo phận Huế hy vọng một ngày không xa sẽ được đón tiếp Đức Giáo hoàng Francis tại Linh địa La Vang. Chủ tịch nước cho biết, mới đây, thay mặt nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký thư mời Đức Giáo hoàng Francis sang thăm Việt Nam để chứng kiến sự phát triển về kinh tế, xã hội và đời sống tôn giáo ở Việt Nam. Chia sẻ với nguyện vọng của cộng đồng Công giáo Việt Nam mong muốn sớm được đón Đức Giáo hoàng sang thăm Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng mong muốn cộng đồng Công giáo Việt Nam cùng phối hợp với các cơ quan nhà nước để sớm có cơ hội được đón Đức Giáo hoàng tới thăm Việt Nam trong một ngày không xa. Bởi sự kiện này không chỉ là niềm vui của đồng bào Công giáo, của nhà nước và nhân dân Việt Nam mà còn là niềm vui của cộng đồng Công giáo các nước trong khu vực. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trân trọng chúc Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh và các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo Tổng giáo phận Huế và cả nước đón mừng lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2023 thật vui tươi, an lành, đón năm mới 2024 yên vui, hạnh phúc để đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng hạnh phúc, đồng bào theo tín ngưỡng, tôn giáo sống đẹp đạo, ích đời, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, ngày lễ Noel của đồng bào Công giáo đã trở thành niềm vui chung của nhân dân cả nước, nhất là thế hệ trẻ. Tán thành với ước nguyện chung của Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh và cộng đồng Công giáo Việt Nam về một thế giới hòa bình, tràn ngập tình yêu thương, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong lịch sử dựng nước, giữ nước, đất nước Việt Nam phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách từ chống giặc ngoại xâm đến đối phó với thiên tai, địch họa. Do đó, người dân Việt Nam luôn mong muốn được chung sống trong hòa bình, hạnh phúc và trong tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, tại hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành nghị quyết về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh và hạnh phúc. Nghị quyết khẳng định, đại đoàn kết dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, là đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc. Chủ tịch nước cho rằng, muốn vậy, cần có sự đoàn kết trong nhân dân, đoàn kết giữa người theo tôn giáo và người không theo tôn giáo, giữa người theo tôn giáo này với người theo tôn giáo khác, đoàn kết giữa người Việt Nam trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài, giữa người Việt Nam với nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới, để từ đó tạo ra môi trường hòa bình, phát triển cho đất nước. Bày tỏ vui mừng, nhận thấy uy tín, vị thế của đất nước không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế, Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh cũng chia sẻ niềm vui chứng kiến mối quan hệ tốt đẹp giữa các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội với đồng bào Công giáo ngày càng nồng ấm, hòa đồng, gần gũi và thân thương. Thay mặt các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân Tổng giáo phận Huế, Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các cơ quan hữu quan, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo của Tổng giáo phận Huế trong thời gian tới. Vui mừng đến thăm Tòa Tổng giám mục Huế trong không khí cận kỳ Giáng sinh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, các vị linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân Tổng giáo phận Huế đón một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới bình an, hạnh phúc. Thông tin về tình hình đất nước, Chủ tịch nước cho biết, năm 2023, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự tin tưởng,
tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo Việt Nam, đất nước ta đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, kinh tế tăng trưởng 5%, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều thành tựu quan trọng, làm cho cơ đồ, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao. Chủ tịch nước ghi nhận với đường hướng sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào. Trong năm qua, đồng bào Công giáo đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể phát động, tích cực tham gia lao động sản xuất tại địa phương, góp phần vào sự phát triển, ổn định kinh tế xã hội của đất nước. Đặc biệt, nổi bật là công tác bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo, y tế, giáo dục mang tinh thần yêu thương, phục vụ đến với đồng bào, nhất là nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội như trẻ em nghèo không nơi nương tựa, người già neo đơn, người bị bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân HIV/AIDS. Những hoạt động đó đã thể hiện tinh thần nhân đạo sâu sắc, lan tỏa tinh thần lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam và những giá trị tốt đẹp của đồng bào Công giáo. Đúng với tinh thần, phục vụ đồng bào mình cũng chính là phục vụ Thiên Chúa. Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán chủ trương, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, chú trọng việc hoàn thiện quy định, thể chế, tạo điều kiện để các đồng bào, các tôn giáo vừa yên tâm sống, vừa có các hoạt động thiết thực, chăm lo cho cộng đồng, hài hòa trong lòng dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng và phát triển đất nước. Chia sẻ những kỷ niệm trong chuyến thăm Tòa Thánh Vatican tháng 7 năm 2023 vừa qua, hội kiến với Giáo hoàng Francis, gặp Thủ tướng Tòa Thánh Hồng y Pietro Parolin tại Tòa Thánh Vatican, Chủ tịch nước cho biết Đức Giáo hoàng đã dành sự ưu ái đặc biệt cho Chủ tịch nước và cho nhân dân Việt Nam. Hai bên đã thông qua thỏa thuận quy chế hoạt động của đại diện thường trú và văn phòng đại diện thường trú Tòa Thánh tại Việt Nam. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước mong muốn với vai trò là Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chế Linh sẽ tiếp tục chỉ dẫn, động viên, khích lệ đồng bào Công giáo Tổng giáo phận Huế tiếp tục phát huy tinh thần kính Chúa, yêu nước, yêu Chúa và yêu đồng bào để ngày càng có nhiều hơn những việc tốt đời đẹp đạo, cùng chung tay xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.